Xin chào tất cả các bạn, mình là Diễm và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Phát âm hay. Hôm rồi chúng ta học về các nguyên âm đôi. Và trong bảng phiên âm tiếng Anh thì chúng ta sẽ có 5 nguyên âm đôi. Đó chính là âm ỏi, ế, ổi, ớ và ào. Thì hôm rồi là mình đã học 3 nguyên âm ế, ỏi, ổi. Và đối với bạn nào mà chưa có biết ba nguyên âm này là gì thì các bạn có thể quay lại clip phía trước để chúng ta học về ba nguyên âm này. Và hôm nay thì Diễm sẽ giới thiệu với các bạn thêm nguyên âm mới, đó là âm ờ. Ờ. Âm ờ thì tuy nghe thì có vẻ là đơn giản, bởi vì trong tiếng Việt mình có là âm ờ ờ. Tuy nhiên đối với âm này thì mình phải chu miệng mình ra ờ. Ờ. Và một số âm mà người Việt mình rất rất hay đọc sai đối với những âm ờ này, chẳng hạn như chữ home, ờ, home thì mình lại đọc lành là home, I will go home chứ phải là I will go home. Hoặc là chữ only, only, only thì mình lại đọc nó là only, only như là on on vậy đó, chứ không phải là ờ, only, only. Hoặc là chữ con đường đi, mình đọc là road, oh, road. Mà mình cũng không hiểu tại sao mà rất 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 là nhiều bạn lại đọc đó là road. Mà trong rõ ràng nó là âm ô chứ không phải là âm o tờ, không? Road, road. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm sao đọc được âm ô một cách chuẩn xác nhé. Đối với âm ô thì đây là một nguyên âm đôi. Nó kết hợp giữa âm ô và âm ô trở thành là ô, ô, ô. Ồ, và mình phải chu miệng mình ra về phía trước. Khác với âm tiếng Việt ở mình là âu, âu thì mặt mình nó không có chu miệng mình, nó hoàn toàn bình thường. Âu thì đối với âm này mình phải chu miệng mình ra ồ, ồ. Ví dụ trong chữ home, ồ, ôm, home, home. Hoặc chữ điện thoại đi, ồ, ôn, phone, phone. Chứ không phải là phone, ôn, ôn nha các bạn. Đó là ồ, phòng, phòng. Rồi bây giờ các bạn hãy lắng nghe và lặp lại theo mình 5 ví dụ về âm ờ. Alone, alone. Approach, approach. Boat, boat. Bone, bone. Load, load. Trong này những chữ mà mình hay bị sai, chẳng hạn là chữ alone thì mình hay đọc thành là alone, alone, không phải nha, nó là âm o, alone. Hoặc là chữ boat là con thuyền, mình hay đọc là boat. Và mình nghe rất là nhiều người, chẳng hạn như là con thuyền đánh cá thì nó là fishing boat, fishing boat là thuyền đánh cá, thì mình lại đọc là fishing boat hay là fishing boat. Thì nó không phải, nó chỉ là cái cách người Việt mình nói thôi, và chỉ là người Việt mình hiểu nhau thôi. Chứ còn đối với người nước ngoài, khi mà bạn nói như vậy, người ta không hiểu đâu, người ta không hình dung được là bạn đang nói cái gì cả. Thì nhớ là âm ơ mình chu ra boat, boat, boat. Như vậy tóm lại, cách đọc âm ơ là kết hợp giữa âm ồ và âm ồ trở thành là ồ, ồ. Và nhớ là miệng chu ra ồ, ồ. Trong những đoạn clip video sau thì mình lại giới thiệu thêm về một cái nguyên âm đôi cuối cùng, đó là âm ào, ào. Thì các bạn hãy nhớ coi và cố gắng mình luyện tập theo những cái nguyên âm này làm sao để đọc cho nó thật hay nhé. Cảm ơn tất cả bạn lắng nghe và hãy nhớ là subscribe kênh YouTube của mình để có thể học những bài học rất là bổ ích về phát âm và ngữ điệu. Cảm ơn và hẹn gặp lại.